không đủ, đủ là được. Đủ rồi. Đâu rồi, tích cười nào. Không ngay vô gì à? Rồi thì có gì đâu. Rồi, được rồi. Con Linh rồi. Con lấy cho em rồi. Gì uống không được. Rồi, xoay thế là được. Đây, trùng như là anh bán rượu này. Không được, không được mình ăn phẩm phẩm. Rồi cứ chén đi. Rồi ông bảo ngay. Chim này. Mà cái nào được em bớt ra kia. Để con đây. Ông có ông xem quần áo không? Được chưa? Quần áo bỏ cho con bữa này. Chưa được đâu. Cái này nó chưa được. Đúng rồi. Cái này là ngon mà. Còn cái đĩa nào không nhỉ? À được, cái đấy con này. Được rồi ông. Dê của đá ơi. Rồi cho đá. Giúp đá ơi. Không, chưa đá. Giúp đá ơi. Giúp đá. Không có đá. Đá ngoài kia còn thế nào đấy? Đá đâu hả? Đá cũ. Lên đá cậu đây hả? Dạ. Còn đá cậu. Chưa đông lắm con ạ. Có còn núi chút không hả? Không. Chưa được, chưa được. Nó chưa sao hả? Nó chưa chan con. Mẹ mẹ cho con để chan hết. Em bỏ hết đủ không? Ok đâu. Ok rồi. Vô đi nào. Vô nào. Vô nhà nào. Vô nào. Ôm mẹ có một con. Mẹ tí nào. Buồn. Mình anh. Mình anh. Vào đây. Chú khỏe. Chú khỏe. Chú ngon đấy. Chú ngon. 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 Cô thua rồi, chúc bỏ sẵn. Đây, đang sao làm đây. Bây giờ cái này thật sự có chén được mì chúc với cả bò thịt bò ấy. Để đưa cho nó cho ông ạ. Đưa đây, bác đâu? Bác của ông đâu, cho con xin tìm nước. Đưa cho bác ông và bác con. Bác, đây, đang ăn vô lại chụp lại kiểu ảnh nha. Nào, vô lại chụp ảnh nha. Cho ông lên hình cái không ạ, ông ấy không có gì. Vô thân nào. Vô. Bé ơi, quay lại đây cái. Buôn quay lại kìa. Buôn quay lại, buôn ngồi sang phía ông bên kia. Thế sao bên này đi. Sao sang phía ông bên kia nhanh lên. Nó bên đây hình đẹp. Nhanh lên. Nhanh lên. Chúng ơi, người cao ngẩng cao cái người lên tí. Nhìn cậu kìa. Yeah. Cứ làm vài kiểu vậy đó. Không quan được gì đâu hả? Thì sao thì bò ấy. Bỏ cho con ăn. Từ từ để vớt cái chín ra đã thua. Các bạn cho mực vào để vớt cái chín. Cậu bắt cái chanh vào đi. Để đi chị đi tìm cái đĩa đã. Mày lấy mì vào đâu? Không phải mực đâu, anh nghĩ là mực nghệ. Thế mày lấy mì vào đâu? Mì tăng ý hả? Mì anh lanh. Mì cái này ý hả? Ăn đi con không được. Thế chắc phải ngon mà. Mùi nghệ, lúc nãy là nghệ vậy. Thế rồi không còn cái đĩa nào với nhau, bây giờ làm thế nào thì mình ăn được rồi. Thôi, để bớt cái đĩa này cho rửa, đổ vào. Có hết một cái gì đấy vào đây để lấy đĩa. Là dồn cái tôm và cái đen này. À thôi, đưa cái gẹp vào đây vào cái nắp này này. Xong rồi. Thôi lấy bì em mẹ ơi. Từ từ đã. Hay là sau, đừng cho gì nữa để cho gẹ hết vào đây nhá. Cho nó mùi nhá. Rồi. Mùi trong kia ngồi em, đúng rồi. Đây chị mình ngồi đây. Cứ ngồi đi. Ông ngoại hết đây. Mẹ ơi cho con núi trước. Là gắp thịt cho bò này giúp chưa? Ừ. Rồi ông ơi. Mẹ cho mấy rồi. Con đi ăn được không? Ông ăn cho. Đấy ông này. Này nó ấy đã xong rồi đã. Đấy người kia này. Đây con ăn được không trước nha. Nhưng mà chưa được đâu con ạ. Để yên người thì vừa bỏ mẹ vào. Nó quay qua của chuông. Qua không? Nó hơi ngọt thích thực như cái để nước chuông. Êm không ạ? Êm không ạ? Êm không ạ? Êm không ạ? Nước cải ngon cực kỳ luôn đấy. Như nào? Nước cải ngon. Nhà anh là không ăn đồ biển đấy. Có đúng rồi. Nghe anh nuốt chửng con bé bé gì ạ? Đâu con ăn. Chúng ta đi. Nhà này thì thợ
chợ đồ biển đấy, chợ đồ biển. Cái cua à, cái tôm Tràng Cát vừa rồi cho mình ấy là ngon lắm đấy. Cái cô tôm ở Tràng Cát Hải Phòng ấy là nổi tiếng ấy, mà nó đem to hai ngón tay này, em gì xỉ. Tôm ở đây hôm nay mua tươi lắm. Đây là Dũng đi với cô cậu, là cô cậu cứ đưa lên gà, gọi là Dũng uống gì nhiều nước cũng là thế. Hải sản là Dũng xong phí. Có đôi nào không? Thế được à? Đúng đây, đúng đây. Để cho đồng đội. Tấn Dũng không ăn được hải sản nhờ. Khóc. Mà lỡ đi ăn thì được. Nhà cháu biết ăn hải sản. Dũng biết là nó không ăn hải sản. Đi ăn hải sản. Đi biển thì ăn cái gì? Ăn Dũng. Gọi cơm giang, nó chở mãi cơm giang ra, nó không cơm giang hải sản đâu. Cơm tiến hải sản. Cua Hải Phòng là nổi tiếng đấy. Miếng hải sản này cô. Ăn gì? Núi trúc ấy, núi trúc. Cổ trúc. Núi trúc nhưng mà gấu trúc. Cậu ăn được ăn rồi không? Cậu ăn được không? Đấy, ăn được sao rồi? Lẩu đây. Mì đây em ơi. Hơi đặc. Thì anh thì để là chín nhưng mà giải nhiều phóng mặt bằng chứ. Ở lít phút vô đồ. Thịt ngon đấy. Thịt gì ăn lẩu vậy ạ? Thịt ngon lắm. Thịt ngon lắm. Con ơi, chúng ta đừng cho cái lẩu mà thịt ngon. Thịt con trông con đấy. Thịt mai này chín vô rồi bỏ ra hết. Thế mà hớt hết. Thế này hớt thì bán mình bẩn này. Cô chứ ăn thế này. Chú ơi, đưa bát đây, ông múc cho không thì... Con không ăn được cái khác mà. Cháu gái mà lại giận dữ cho nên là... Con cũng có một ông rồi đúng không? Con phải bán ra đây không? Ăn từ từ vừa vừa nó nhai. Cháu bảo là đáng lẽ ông đó phải hoãn lại để đợi cháu đi về cua để lên lên hoãn để xong phong tướng. Cháu bảo sao không đợi cháu tôm ngọt cháu cũng còn tôm ngọt không, tôm này ngọt, tôm bé thì bé, tôm bé không, tôm giả đấy mua cái chợ ngay gần siêu thị bị mắc đấy thì tôm giả em rồi đấy không ngọt không để ông tôm bắt ông ông ở đây để lấy bắt ông ăn. Lúc lại mấy hàng hải sản vẫn còn. Ừ, bán muộn lắm, gấu trúc không? Còn mấy hàng bán nồi, bán chảo thì không mất tích. Nó ăn gấu trúc là ăn gì? Con núi trúc. Lúc thì gấu trúc, lúc thì núi trúc. Lúc thì ưng hoàng phúc. Mấy cái này đã bị chưa? Còn gì? Mai rồi, mai trúc con này mà. Mà hàng gì có gạch đâu, có gạch gì đâu mà. Con lấy nồi. Bỏ mai ra. Đi đi đâu cho được đâu đúng không? Ui! Con sâu đâu? Mẹ cho con xem, cho con ăn, con coi tổ chức. Cái bên này phải cắt ở giữa ra. Đây. Đấy, con coi tổ chức. Có đai rồi. Con này để lúc nữa đã cho một chín hẳn. Mẹ sợ con nào vào sau này, cho con cho trước nhưng mà... Ông ngồi đi. Có thế là con quay dùng chỉ dây tay chưa nhỉ? Mai chỉ bỏ cho đây 4 cái mai, còn 2 ngày đây. 2 đây. 2 mà đi tìm Vinh Hôm. Lợi dụng cơ sở bản. Đâu có lợi dụng cơ sở bản. Xây ngay cạnh Vinh Hôm. Xây ngay cạnh Vinh Hôm mà. Đi đường lẫn luôn. Này đi ra gặp ngay luôn Vinh Hôm. Ờ, có thể xếp theo phúng xa các thứ. À, đấy là mình đi là Vinh Hôm lên đây thôi ạ. Đi xuyên không ai đi là Vinh Hôm mà. À, thế ta chẳng biết, ta bảo chúng ta có số nào ở nhà chú. Nhiều số nào đâu, bố lên ạ. Nói chung là năm lại xuân thu nhị kỳ. Đến đây đi, đến đi. Rồi, đến đây. Ông cầm lại giúp cơ sở thế nào không? Khi có đây, lúc không có thì chưa có thừa chạy. Con no rồi ạ. Mới bố. À, chim ve cho em tí nước rồi. Vớt ra hết thì cho tôm vào. Ông, cho thịt vào thêm cho con nhé. Cho thịt vào. Không, cho thịt đi. Ông cho bún nhé. Bún nó không ăn, bún nó là dân hải sản mà. Con ăn gì, con thì Dũng ăn đậu hũ. Con không chụp đi. Mượn cái vỏ. Để cho nó đỡ chìm xuống biển sâu, từ biển khơi. Thì con không ăn được. Táo. Ông chịu đựng cái này, từ nãy giờ toàn đựng cái này cả. Cái này thì nó không ăn được. À, nó đỡ chìm xuống biển con ạ. Ô
không muốn xô xong rồi. Làm chi tôm. Gì đây? Cho bia ở chưa? Dạ con. Cho mì nhá. Mì ấy gì? Mì ạ. À chưa. Nếu con thích ăn mì thì để riêng cho vào cho cháu một góc để lấy cho cháu. Không. Từ từ là ăn xong. Từ từ đi. Con confetti. Con ăn nước đi. Con ăn hết cái nước đi để cái bát đấy không đổ. Oh my god, thịt chiều. Oh my god. Mày không bị in gây. Không có nào. Kẹp đường kẹp. Không có kẹp. Sao lại có thế nhỉ? Em ở trong một đũa thôi. Bạn nó không để ý chi tiết. Không để ý đến chi tiết. Ủa, nào, ăn tôm này ăn thế thì chắc so này ăn mà hết làm sao? Cô còn ăn hết. Ủa, Đinh. Mình ăn. Ôi, cậu ăn tinh lắm cô. Thịt này ơi cái có cả là mấy con ghẹ. Cho con phù chúc phù hơn là đỡ bụng nhá. Đây, cái này để ông để bỏ vào đây. Đúng rồi, tớ hết. Chấm hai đâu không? Đúng rồi. Đấy. Chấm tớ hết. Lần đầu chưa kinh nghiệm, lần sau em chuẩn bị kỹ càng hơn. Chưa. Chắc chí. Không biết mình ở không, mình không biết ở đây có gì. Nếu như cao mới sợ, cao thời mang cả nước mắt. Sao cho gì mà đi hơn một cây? Ra Vinco Plaza. Này, hai anh em xúc phạm bùn ơi, con cầm cái bát lên đi. Tông tảo nhìn chảy đầy nước ra đây này. Thôi, cô để cái đồ vào trong đấy. Xong là... Còn cái bát này đi, để con nó xuống nhiều hơn, thì bỏ cái đấy ra. Cái tông tảo này ra, cái thịt này ngon. Cái gì cái tôm ra tôm đảo này là tôm cái ăn được ăn được tôm này kẹp vào trong mỗi một cân. Đây là con quay thường chủ tịch đúng không này? Đây là có lạc vào xong là hai chị em vẫn kẹp lại nhưng mà không về về. Đây con quay thường chủ tịch không mẹ. Con ngán á? Ngán con chứ. Ngán con. Ôi cái nước con cho vào nồi. Ôi giời ơi cô, đây mẹ cái đũa nó cho vào nồi phát ra như này. Không phải, nó bị từ trước rồi. Cái này lấy bộ nghỉ đây còn chưa gì đấy. Đúng rồi, chị cái cốc của chị. Tôm có ok rồi nè. Nào, thì sa tế à, à, có sa tế đấy, đó, đó, đó. Sao chúng nó ăn xong rồi mình cho vào. Mình cứ đợi nó ăn xong rồi. Cho vào. Sinh nhật các con bà ấy. Hay là 27 tháng 4 cái này của con này. Cậu cho ớt đúng không? Chứ không thể 71 được không? Cậu cho ớt không? À, 14 bốn thua thì hơi thiếu chua. 14 tháng 7 con cũng không nhớ. Cho thêm mấy cơ. Này. Cho thêm chanh. Hoặc là nhớ chanh cho bác sinh. Sinh nhật của con là 22 cơ mà. Ô, thịt bò. Thịt bò hả? Gia vị là gì? Thịt bò nào? Con gia vị đâu hả? Ngừng gì? Không phải ngớ gì đâu mà. Cái đó nó chín kí. Ông cần bắt không? Ông đang ăn đây rồi. Cái đấy của ông lúc đấy. Quả mạng nó tươi mà. Cái này nó cho ớt đi. Nào, đúng đưa bát cho ông cắt ra. Này, bỏ nhá. Mẹ này, ăn đi. Nà. Con để đấy. Úp ra. Này, bỏ nhá. Này, bỏ nhá. À, mấy anh. Ủa. Hôm nay mình có thêm cả gai dịp phòng. Cái này ngọt phết này. Gai gì hả? Gai dịp phòng. Ăn này không? Quỷ. Cái bé ăn được đúng không? Cái bé có tươi không? Được. Tươi chút thì bé nó chết bố luôn đâu nhỉ? Vẫn cắn thu được đầm luôn. Đấy là con gẹ. Bé nó chắc. Bé ăn bò. Em có thêm thu nữa mà. Chết chết luôn hết rồi. Cho cái cho cái con cho cái con cho cái con cho
đấy ngồi trên không nhất cái con ăn rồi. Ngồi này lốp căng quá nên khổ mới đứng dậy. Các con nhá. Quần ra bị chuột. 10 phút. Buồn nhanh chân. Bao nhiêu lâu nữa? 10 phút nữa. Có cái tia. Vâng. Tia. Đấy là 9 giờ nhưng mà đến lúc mà có con cái tia thì còn phải lúc nữa. 15 câu hỏi đầu tiên. Nghe anh ăn được phát nào chưa? Ăn được phát nào chưa? 9 trên 10, cuối cùng sai. 9 10 à, xong mấy quả đậu, thế mấy quả đậu kia vào cho nó nước vào thơm. Ôm cả nhà chơi không nhỉ? Dũng được 7 trên 10, hả? Bố chơi đi. Hôm đấy toàn câu hỏi qua cũng được vừa, có cả mấy con kia có ngô. Có mấy con này có bao nhiêu con, hết cái này. Tất cả bộ này nó xong. Toàn mấy tái về sở, sở trường của chị thôi cậu ạ. Toàn về văn thôi. Con nghĩ cái này không ghê được nhỉ? Có câu okay, trong câu thơ này có bao nhiêu câu ấy? Có bao nhiêu loại kiến trong bài thơ? Có bao nhiêu trông trong cái bài thơ, bài ca dao gì đấy mà không? Bao nhiêu trông trong chữ kiều? Cái này chắc ok được nhỉ? Bút trông cửa thể chiếu hôn đi. Bút trông mong chờ ra ăn để với bút. Đấy đến kịp thế nào được cái chỉ là này. May mắn thì không phải. Không, nhưng mà bài không đọc. Buồn trong cửa về chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cái buồn xa xa. Hôm nay năm nay học từ chiều không phải. Chỉ còn chỉ cổ nhất ta trong tiêu chuyện là ông cha. Hôm nay là văn học hiện đại rồi đúng không? Thế chỉ một cái môn không? Hôm nay nhà mình là coi như là trọng tâm nhà kia. Đó. Xuất chuồng một đứa. Xuất chuồng. Bye bye. Bye bye. Giấm một cục. Bạn mua đi không? Như vậy là hàng tháng của nhà nhá. Điểm 9, điểm 10, báo cáo luôn. Ok. 8, 9, 10 báo cáo luôn. Nha. 8 là hơi bị giỏi đấy. 8 lần thôi. Cứ 8 lần là giỏi. Ồ, ông có quên chưa thưởng con thôi, đồ. Chưa, tất cả là chưa. Đúng rồi, con cũng chưa được thưởng. Đấy, thì được. Đó, 50.000 thôi. Đấy, thì con được cũng 9, ở cái mũi kia. Con muốn được điểm là 100.000, em muốn thế. Con ngồi đi con. Chị ai có được thưởng cả đúng không? Chị ra đi. Chị Minh được thưởng ngồi thưởng 2 triệu. Không, chị Minh Anh đấy là loại khác. Lại chị Minh Anh là loại ngoại hạng. Ngoại hạng lắm. Hai đứa này chưa được. Đúng không? Mà chơi, chị mà chơi kiểu đỗ trường nào được bao nhiêu tiền ấy, thì chị lại giờ to đúng không ạ? Chị đỗ hết chưa? Thế chứ ông cháu mình còn đi bữa, một bữa đi chi phố cơ mà. Đã đi đâu? Cho họ đi cho à, em thịt. Để nó chín thì mình ăn trong khi mình ăn cái này. Mẹ có họ chơi Tini đâu. Tini nó chạy ra ấy, nó chạy à, nó chạy vào đuôi lẩu trong chị. Mà hàng tuần chạy nha, mà bác hàng tuần còn đi sơ tế. Mẹ cho Tini ra nè. Phần thưởng một tháng luôn để lấy tiền gọi là tiêu vặt, đúng không? Sống thử lên lấy à. Lấy gì thì lấy cho. Lấy ăn. Lấy ăn, chúng mày cầm vào con giấy hiểu không? Cứ mỗi điểm 8 trở lên. Không có túi giấy nữa đấy. Ừ, cho con ăn đồ. Và nhắn cadeau. Hôm nay con được 2 điểm 8 môn gì đấy. Thế đâu? Cộng phở lại cuối tháng. Mà con được 3 điểm 10. Điểm 10 môn nỗ lực. Sống mới môn được phải 10. Điểm 10 môn nỗ lực. Điểm 10 môn nỗ lực. Càng lớn điểm càng thấp. Càng lớn điểm. Hai cái bịch giấy phải mang đi một bịch thôi. Ôi trời ơi, chị như thế ai chơi được rồi chị. Và 9 môn 1 của em, trong trường học của em là toàn 7 tiếng Anh và 8 điểm. Này cậu ơi, để tưởng tiếng Anh cũng xuất chúng thế mà. Còn đĩa không nè. Thực ra em tập cô biết sao. Ở lớp em đều hay cơ mong xem cô ức chế em còn các em hay chút giờ cho cô. Ừ, trừ điểm cô. Tưởng cũng có kêu Mỹ Nam Kế hay nhìn cô chỉ mến mà. Chỉ mến. À không, đấy là chỉ dùng với các cô hiền thôi cô ấy. Cô còn nhìn mắt cô tròn về. Đó. Cô này cô ấy miễn nhiễm cả Dũng rồi. Thế mày cho anh con cho mì nữa. Từ từ. Ừ. Nó ăn đi. Để con tí cứ đang hay. Có khi cứ phô đi xong rồi cho cháu lên để nó ăn. Wow. Nó ăn cái ngồi đó. Còn Lâm. Ông kiểm tra điện thoại cho tin nhắn đi à. Ừ. Thế là vô không ạ? We only got 5 mini. Tu tiêu 9 giờ. Đúng rồi, ông có tin nhắn đấy. Tôi có chả có chẳng ăn. Rồi, con đến rồi. Con không có ăn. Không quan tâm. Ông làm đi. Hay cười. Chưa. Sao có điểm này? Rau. Con nợ buôn toàn bộ điểm thi này. Con nợ Dũng này. Con nợ Minh Anh. Mới chưa là ông nợ rất nhiều điều. Tóm lại là ông cháu mình. Đúng không?
trước khi vào năm học mới. Ôi con tuần sau đi học rồi mà. Nhưng anh tiêu tiền tinh á. Tiền trí. Không có đồng nào mua được quần áo, sợ thật. Ôi tuần sau đi học, tuần sau đi học rồi. Thế làm thì cũng ngày rỗi. Ông mà ông có tin nhắn gì đâu. Tin nhắn mà ai là kia mà. Hiện tại không có để con thương thế. À, là thế. Sao anh? Kể lại đâu. Quên. 43 hay là đấy không qua? Biết. Nhắn Zalo. Nhắn Zalo chính đó. Bây giờ ông không tiếp. Zalo nha. Cái tôm mà ông nhà mình ông lừa đó. Nào, cứ ra. Có mấy là tôm là mày to mày bé ông ơi. Thế chứ 8 cân nữa. Bí nhỉ? Cái bé cái to luôn ơi. Hơn là còn 2 cân. Ông anh 2 cân là ông cho trong bên kia còn ông có 98 là mấy nào không? Hả? 98 là bé hay mày to à? Thôi con nào rồi. Cái 98 là mấy to. Buôn cả buôn cũng đều nào buôn còn mì nữa con nào không? Đây hai anh em ăn. Ôi bây giờ cay rồi à? Không có đâu. Cày á? Không, không có gì đâu. Chưa có gì luôn. Nhìn nước đã đỏ đâu. Không có luôn. Chưa có gì. Ăn đi, còn lâu. Chưa có sạch cái nước. Mình để nó khoảng 10 hải sản thôi. Không có, không có gì đâu. It's time for confetti. Time for confetti. Đâu, nó không wifi. Rau đấy, đang còn bên đây còn rau. Không, 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 lấy mì không, 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 không,
dối dàng cho công chúa buồn nhưng mà giờ như cũng một người thì đến người vẫn chưa cách nhưng người vẫn rời rời.
chờ thuyền sau. À, đi vào trong, đi vào trong. Đây cửa này cửa ra. Nhầm nhầm nhầm, đi vào bên kia. Thằng Nam cũng phải chờ thuyền sau mà. Chào đoàn Minh Anh. Bắt đầu đi rồi đấy.
Đấy, cái chồng chán cực kỳ luôn ạ. Phó Đoàn Dũng nó có cái dây nó kéo. Không biết sao bố, bố không biết không đi mừng thanh nữa. Bố đi cái kia nào. Đi cái vòng ra đây hơn thì đi cái kia sân đấy cũng được. Ôi đây không chuyển hướng à? Kiểu cái bánh răng qua hầm nhỏ này rồi. Cua giống ý, giống ở chị ý là có cái quả trong vừa đấy mình chú ý đi dưới ngầm này này. Tiến quân vào. Không, cái này không có xoáy gì đâu. Không suy nghĩ để ý. Bún đi nữa không? Đi nữa không? Thì cũng nước nước có vẩn mà. Không có dốc gì đâu. Hả? Mẹ đi không? Đó. Anh Dũng đi đây. Ôi. Ra hẳn đằng kia nhìn cho phê kìa. Đầu đầu kìa. Thank you.
rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.